nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu, nhất là đối với trái sầu riêng, xuất sang Trung Quốc. Hiện các cơ quan chuyên môn tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xây dựng và cấp mã số cho các cơ sở đóng gói trái cây, tiến tới thay đổi phương thức xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Toàn tỉnh có khoảng 1.000 cơ sở thu mua, đóng gói trái cây, nhưng hiện tỉnh chỉ mới cấp và quản lý 193 mã số cơ sở đóng gói. Con số này còn rất thấp so với tiềm năng và nhu cầu xuất khẩu trái cây. Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn cơ sở thu mua trái cây thực hiện hoàn chỉnh quy trình và được cấp mã số cơ sở đóng gói, để khi trái cây nhập khẩu vào nước bạn có thể truy xuất được các thông tin gồm mã số vùng trồng, ngày chế biến đóng gói, ngày xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu, nước nhập khẩu, số container và các thông tin khác. Huyện Cai Lậy hiện có trên 3.500 hecta mít thái siêu sớm. Trong những ngày qua, giá mít thái tăng nhẹ trở lại, nhà vườn trồng mít có lãi nhưng không cao. Theo nhiều nhà vườn trồng mít ở huyện Cai Lậy cho biết, hiện nay thương lái đến tại vườn thu mua mít thái siêu sớm loại 1 với giá dao động từ 14.000 đồng đến 16.000 đồng một ký, mít loại 2 dao động từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng một ký, mít chính tại vườn giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng một ký. Nhìn chung giá mít tăng nhẹ so với những tháng đầu năm 2022, tuy nhiên vào thời điểm này sản lượng mít trong vườn không còn nhiều. Mít đạt loại 1 yêu cầu khắt khe về mẫu mã, hơn nữa giá vật tư nông nghiệp vẫn còn ở mức cao, nên trừ phí sản xuất, công chăm sóc, nhà vườn trồng mít có lãi nhưng rất thấp.